Thế bây giờ chúng ta qua cái đại cương của cái bài này. Chảy máu trong là chảy máu trong các cái khoang phúc mạc cũng như khoang phế mạc, nhưng phạm vi của bài này chỉ nói đến chảy máu trong ổ bụng. Đấy. Vậy thì chảy máu trong ổ bụng nguyên nhân do cái bệnh lý và chấn thương cũng như là tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt gây nên. Nó là một cấp cứu ngoại khoa, nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Đấy, các bạn có thể tóm tắt cái đại cương của cái bài này như vậy, tức là chảy máu trong cái khoang phúc mạc và nguyên nhân là do bệnh lý, do chấn thương, do tai nạn sinh hoạt giao thông gây nên, và cái ba nó là một cấp cứu ngoại khoa, nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến các nguy hiểm về mặt tính mạng. Về phân chia ổ bụng để chúng ta khám, để chúng ta nhớ, để chúng ta biết đấy, và chúng ta cũng định khu nó rõ đúng không ạ? Thì tôi nhắc lại đấy, về về cái phần khám này, về phía trước đấy, nó gồm có phía trước này, phía trước bụng này, hai bên này, phía sau này, phía trên này, phía dưới đấy. Vậy thì phía trước của bụng là gồm có gì? Phía trước của bụng là gì? Là thành bụng đúng không ạ? Đúng không? Thành bụng đúng không ạ? Rồi có phúc mạc thành, rồi có cân, rồi đến cơ đúng không ạ? Rồi đến da, rồi tổ chức mỡ, mỡ dưới da, tổ chức mỡ dưới da, rồi đến da. Đấy. Hai bên là mạng sườn là cũng là như vậy, có thể là cũng như vậy. Phía sau thì làm sao? Phía sau của bụng làm sao? Là gì? Là cột sống đúng không ạ? Là hai bên là thận, niệu quản. Đấy, đúng không? Đấy, và phía trên của bụng là gì? Là cơ hoành đúng không ạ? Phía dưới là gì? Phía dưới là cái tiểu khung, mà phía dưới nó là cái gì? Là một phần bàng quang. Bàng quang có một phần trong phúc mạc và một phần ngoài phúc mạc. Đấy, rồi là tử cung và cổ tử cung thì ở ngoài ngoài phúc mạc đấy, phía dưới của nó đấy. Đấy, rồi là trực tràng cũng có một phần là ở nằm ngoài phúc mạc đấy, hậu môn đấy, thì chúng ta nắm được như thế. Về tổn thương giải phẫu bệnh lý, đây 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 đây, 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 đây. Phía trên là cơ hoành có đúng không ạ? Đấy, phía dưới đây, phía dưới đây đấy. Một phần là có bàng quang nó ở ngoài phúc mạc đấy, phía hai bên phía trước của nó đấy, thành bụng đấy, rốn rồi thành bụng, dây chằng rốn đấy. Thì chúng ta phải nắm được hết cái phân chia của bụng đấy. Bên này là gì? Thượng vị. Bên này là mạng sườn phải, hạ sườn phải, hạ sườn trái đấy. Mạng sườn phải, mạng sườn trái, hố chậu phải, hố chậu trái đấy. Còn đây là hạ vị, đây là vùng rốn đấy. Chúng ta phân chia ổ bụng như thế để chúng ta nhớ về giải phẫu mà chúng ta sẽ định khu. Bây giờ về giải phẫu bệnh lý thì chúng ta phải xem rõ là chấn thương hay vết thương. Vết thương thì nó rõ đúng không ạ? Thành bụng và tổn thương các tạng do bệnh lý, máu trong ổ bụng có thể nhiều hoặc ít, có khi 1, 2 đến 3 lít, đóng máu cục đông, dịch kích thích gây chướng bụng. Đấy, chúng ta nhớ cái dịch này. Kích thích nó gây chướng bụng. Thường đúng. Dịch kích thích gây chướng bụng. Người kích thích gây chướng bụng. Đấy, cái chướng bụng này là chúng ta nhớ. Bí trung đại tiện, đấy, nó gây nên cái tình trạng liệt ruột, bí trung đại tiện, máu khu trú ở các khoang và các túi cùng hoặc ở giữa các quai ruột. Đấy. Nó gây lên gì? Gây lên cái tình trạng liệt ruột, nó kích thích. Đúng. Chấn thương và vết thương. Chấn thương bụng kín, nó trực tiếp vào thành bụng các bạn ạ, như đấm đá hoặc gián tiếp như là một cái áp lực tạo lên một cái sức ép gây nên tổn thương. Tùy lực mạnh hay nhẹ gây nên thương tổn khác nhau ở gan, ở lách, ở thận, ở tụy, ở mạch máu, ruột hoặc mạc nối lớn, bàng quang. Đôi khi nó cái chấn thương nó làm sao? Nó làm rách các mạc nối, nó gây chảy máu các bạn. Đấy. Rồi nó làm gì? Nó làm vỡ bàng quang, nó làm rách ruột, vỡ ruột, đấy. Gây viêm phúc mạc. Đấy. Cho nên là cái chấn thương bụng kín thì chúng ta phải nghiên cứu nó để chúng ta biết, đi vào cụ thể.
Thế còn vết thương thì là do một cái vật nhọn sắc hoặc tù làm thủng cái khoang phúc mạc. Nhớ nhé, nếu một vết thương bụng là phải được nói là nó phải gì, rách phúc mạc, nó phải thông ra phúc mạc. Có thể do hỏa khí, có thể máu có thể chảy vào trong một bụng, có thể là do một cái dao nó đâm vào đấy, vỡ hoặc xuyên thủng các tạng. Mình nghiên cứu một cách đầy đủ như thế thì chúng ta sẽ nắm được bệnh lý là gì. Bệnh lý là ví dụ bệnh lý sản khoa chẳng hạn, là một cái chửa ngoài tử cung vỡ đó, hoặc là vỡ nang ráp nó cũng rất là nhiều chảy máu, hoặc là một cái vỡ tử cung do chửa đó, tử cung nó vỡ à, nó đờ tử cung là nó vỡ à, nó vỡ. Thế rồi cái gì, một cái nhân ung thư gan nó vỡ nó gây chảy máu, hoặc một cái lách to lắm các bạn, lách to nó cường nó vỡ, hoặc một cái viêm tụy gây chảy máu, hoặc là một cái vỡ phình động mạch kinh khủng lắm, rồi cái nhồi máu mặt treo. Tất cả những cái trường hợp này nó đều gây ra dịch ở trong bụng, nhớ không? Dịch ở trong bụng nó kích thích phúc mạc, gây ra làm sao, gây ra liệt ruột và nó chướng bụng, nó bí trung đại tiện đấy, như một cái liệt ruột đấy, các bạn ạ. Đấy. Tiếp cho các bạn cái bài về cái hội chứng tắc ruột. Bây giờ chúng ta nghiên cứu về lâm sàng, về triệu chứng. Thế thì tùy theo nguyên nhân mà có triệu chứng và bệnh cảnh khác nhau. Thì chúng ta nói cơ năng toàn thân và thực thể. Cơ năng thì là một đau nôn bí trung đại tiện và có thể khó thở. Đấy, theo một cái nhé. Về toàn thân thì tùy theo tổn thương. Chảy máu nhiều thì da xanh, mạch nhanh, huyết áp tụt. Đấy, thì nó hoa mắt, chóng mặt, đúng không ạ? Về thực thể thì bụng sẽ trướng tăng dần và có cảm ứng phúc mạc, đau khắp bụng, dấu hiệu lumbar dương tính nhá. Thì đấy. Về phản ứng phúc mạc, đấy, ta sờ nó có một cái phản ứng phúc mạc. Các khám bụng phải, bụng trái đều có cái phản ứng rất là rõ, nó khu trú hoặc là hay toàn thể. Đấy. Và gì gõ đục vùng thấp, nhìn sờ gõ nghe nhá. Đầu tiên ta nhìn một cái bệnh nhân, ta khám triệu chứng, ta nhìn một cái bệnh nhân một cái chấn thương, tôi nói ví dụ một cái chấn thương của bụng nha, có một vết bầm tím ở bụng, đến với chúng ta trong ta nhìn mặt, vẻ mặt là gì, da xanh niêm mạc nhợt nha, ta nhìn đấy, ta sờ mạch là mạch nhanh, huyết áp tụt đấy, và bệnh nhân đau thì mặt nhăn nhó đấy, thì chúng ta khám đấy là ta sẽ biết được, ta sẽ khám và ta thấy rằng là đau này, nôn, hỏi thì nôn bí trung đại tiện, thờ thì bụng trướng và thì có phản ứng phúc mạc, nhìn sờ gõ đục của vùng thấp, như vậy là có gì, rất dễ có chảy máu trong vùng bụng. Bây giờ xác định cái tổn thương là ta nhìn quan sát là nó là một vết xước, vết bầm tím hay là một vết thương để có thái độ xử trí và chẩn đoán. Dấu hiệu cum le bầm tím quanh rốn chẳng hạn, đấy, nó một cái bầm tím hoặc một cái vết vụt vết ngã nó xước dọc sườn phải, rất dễ là gì, một cái tổn thương ở gan ví dụ như vậy đấy. Và chúng ta thăm âm đạo hoặc túi cùng ola Dukla nhé. Dukla, cái này viết sai, và nó xin lỗi viết sai này. Dukla. Túi cùng Dukla. Túi cùng Dukla có tiếng kêu, gọi là tiếng kêu cứu, tiếng kêu đau lắm, đó là khi cái gì? Khi có cái chửa ngoài tử cung. Dấu hiệu máu theo tay chuyển ngoài tử cung, HCG dương tính, và thì chúng ta nhớ là có một cái chửa ngoài tử cung ấy, thì nó có thì có HCG dương tính. Đấy, tức là chúng ta phải làm một cái động tác HCG dương tính và thử nước tiểu ấy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là thì chúng ta sẽ thấy rằng là đấy là một cái chửa ngoài tử cung vỡ, mất khối lượng tuần hoàn nên huyết áp tĩnh mạch trung ương thấp và nước tiểu nó ít, mà thì đấy là các bạn để cho các bạn nắm được đấy là cái chửa ngoài tử cung nó gây nên một cái mà bệnh lý mất máu. Và cái cận lâm sàng thì ta cho thử máu thì làm sao, thì hồng cầu huyết sắc tố giảm tùy theo mức độ mất máu,
có thể xét nghiệm về nhóm máu, men gan, thận, chức năng, đông máu để làm sao để chúng ta mất máu nhiều quá thì chúng ta phải truyền máu. Đấy, thì chúng ta phải làm cái nhóm máu. Và thứ ba nữa là chúng ta hình ảnh X-quang ổ bụng không chuẩn bị, đấy, tức là lấy ở dưới hạ sườn phải, cái phim mới phải lấy từ hết ở dưới từ hạ sườn phải xuống thì hết ở đáy họng nhé, để chúng ta xem. Đấy, X-quang ngực thì xem là gì, nó nếu mà nó có mất nước, mất hơi, có mất hơi không? Mất hơi thì mà ở bụng nó không bị thủng nhé, nó không bị vết thương nhé. Nó chỉ bầm tím thì làm sao, nó rất dễ bị gì vỡ các cái tảng rỗng, chứ hơi nó gì nó xì vào ở bụng. Đó. X quang ngực để chúng ta kiểm tra xem có tổn thương phối hợp không để chúng ta mổ nó thuận lợi, và nếu gãy xương sườn rồi tràn máu tràn khí màng phổi. Thế thì chúng ta có thể siêu âm ở bụng để xem cái tổn thương nó ở gan như thế nào. Gan có bị vỡ không, mà vỡ ở phân thủy nào. Đấy thì chúng ta nắm được. Đấy. Thế thì nó vỡ ở chưa phân thủy nào. Và thứ hai là ổ bụng thì vỡ là bao nhiêu mm. Chúng ta biết được là tiên lượng được cái tiên lượng được cái tình trạng mà tiên trượng cái tình trạng tổn thương. Xin lỗi cái này biết. Ta tiên lượng được cái tình trạng tổn thương. Đấy. Nhớ thăm dò khác có thể là chọc dò và chọc rửa bụng để ra những cái trường hợp khó, nếu còn nó máu nó đọng ở dưới mà còn nó đóng đóng bánh vào thì chúng ta phải chọc rửa bụng. Đấy. Bây giờ thì cái việc mà chẩn đoán nó rất là thuận lợi và nó có rất nhiều các cái phương tiện để cho các bạn làm, thậm chí là người ta còn nội soi của bụng để phối hợp nữa. Đây, nội soi cấp cứu của bụng. Các hình thái lâm sàng thì có trường hợp điển hình và trường hợp không điển hình. Trường hợp điển hình chúng ta theo dõi mạch nhiệt độ 2 giờ một lần, huyết áp xét nghiệm máu 2 giờ một lần, thăm khám ở bụng từ 24 giờ đến 48 giờ. Đối với cái trường hợp không điển hình nhá. Còn điển hình là gì? Điển hình là nó rất rõ ràng rồi, tức là mạch nhanh, bụng trướng này, máu quanh chấn thương ở bụng này, bụng trướng này, mạch nhanh này, huyết áp tụt này, bệnh nhân đau đớn này, là khám thì bụng có phản ứng này, chọc dò máu thì ở hố trộm phải máu ra này, thì chúng ta rồi siêu âm này có ổ máu các thứ rất là thì thôi. Nhưng mà có những cái trường hợp nó không điển hình mà nó kín đáo thì chúng ta phải theo dõi gì mạch nhiệt độ 2 giờ một lần, huyết áp xét nghiệm máu, mà nếu như mà nó ổn định thì không sao, nhưng mà máu nó vẫn tụt vẫn mất và bụng nó bắt đầu nó trướng lên thì chúng ta phải phải làm các cái xét nghiệm khác để mà chúng ta xem là phải mổ hay chưa, mà khả năng là sẽ phải mổ. Đấy, thăm dò siêu âm chọc rửa bụng khi cần thiết. Trường hợp vỡ thì hai thứ phát là theo dõi các triệu chứng qua đi hay gặp ở chảy máu lách rồi gan trong bao glít sông, chảy máu trong bụng, bệnh nhân đa chấn thương của hôn mê. Đấy thì chúng ta chú ý là như vậy để cho nó được tốt mà thăm dò này. Những trường hợp về nguyên tắc, những trường hợp phải mổ ngay thì chúng ta vừa hồi sức vừa mổ. Đấy, những cái trường hợp mà nó làm sao đấy nó vào cái này là thậm chí các bạn ạ, không kịp phải đưa làm xét nghiệm nữa mà ta đưa thẳng gì, đưa thẳng lên phòng mổ. Vì nó rõ rồi. À, nhưng nếu mà chúng ta lại loay hoay cho đi chụp gì? Chụp X quang rồi chụp cắt lớp rồi siêu âm thì bệnh nhân xong mất máu người ta chết mất. Đấy. Đối với cái trường hợp đấy là trường hợp điển hình mà thấy nó rõ rồi chúng ta phải triển khai mổ ngay. Càng sớm càng tốt.
thậm chí đưa lên nhà mổ lấy máu xong rồi là làm nhóm máu rồi gây mê luôn đấy, bởi vì kiểu gì mà không mổ thì chết đấy. Cho nên là về nguyên tắc xử trí là chúng ta phải, còn đối với trường hợp mà nó chấn thương tạng bây giờ nó có rất là nhiều nguyên tắc, thí dụ như một cái vỡ gan chẳng hạn, người ta có thể theo dõi được, theo dõi mà nó có thể gì nó tự lành được đấy. Mặc dù nó có máu trong ổ bụng đấy các bạn, có vỡ gan đấy. Đấy, nhưng mà chấn thương gan là người ta theo dõi được. Ý tôi sẽ nói rõ cái này hơn trong cái trường hợp này. Thế thì mình nói về cái nguyên tắc phải mổ đã. Đấy, phải gây mê nội khí quản, phải rạch rộng rãi trên và dưới rốn và phải kiểm soát tổn thương một cách kỹ lưỡng, xử lý cụ thể theo từng tạng, có thể khâu cầm máu, cắt tạng đối với vỡ bệnh lý đôi khi khó phải nhét mép. Theo dõi sát chưa thể loại vỡ tạng trong những giờ đầu. Đặc biệt vỡ thì hai thì phải theo dõi sát. Đấy thì các bạn ạ, đặc biệt trong những giờ đầu thì là vỡ thì hai là phải theo dõi sát. Thì chúng ta đấy là cái, thế đối với cái trường hợp mà nó vỡ gan các bạn ạ, đối với trường hợp vỡ gan hoặc là vỡ vỡ lách, cái đoạn mà nó theo dõi vỡ gan vỡ lách, có vỡ gan có vỡ lách nhưng có mổ không đấy, thì phải theo dõi. Nếu mà nó vỡ ồ ạt, lượng máu mà nó mất ở trong bụng cao 1 2 lít, hoặc là nó làm sao mạch nhanh huyết áp tụt mà siêu âm cái đường vỡ nó to thì chúng ta phải mổ. Còn có siêu âm cũng đường vỡ nhưng mà nó làm tình trạng huyết động nó ổn định, bụng nó mềm thì chúng ta gì cho bất động kháng sinh theo dõi. Và theo dõi thì theo dõi thật sát như này, 2 giờ một lần huyết áp nhiệt độ rồi thăm khám bụng. Nếu bụng nó vẫn mềm, nếu bụng vẫn mềm thì làm sao chúng ta truyền dịch để nuôi ăn và theo dõi đấy. Thế nếu như mà huyết áp nó không tốt, bụng nó mềm mà thì cho dùng kháng sinh và theo dõi thì nó bệnh nó sẽ ổn định ra sao. Nhưng nếu mà nó gì, nhưng mà nếu mà theo dõi mà nó làm sao huyết áp nó tốt, mạch nhanh không, xét nghiệm máu hồng cầu nó giảm thì làm sao chúng ta phải chuẩn bị mổ nó luôn đấy. Cho nên là đấy là những cái trường hợp mà chúng ta buộc phải phải làm hết sức cẩn thận đấy. Cho nên là không có cái nào nó không giống cái nào, nhưng cũng có những cái trường hợp làm sao nó có một cái vết thương rõ ở bụng rồi, nó vết thương nó phúc mạc nó lòi ra rồi thì làm sao buộc chúng ta phải mổ đấy. Phúc mạc mà nó đã thủng qua phúc mạc rồi là phải mổ, mổ để mà xử lý cái vết thương thành bụng ấy, cũng như kiểm tra cái ổ bụng ấy xem nó là nó có bị đâm vào các cái tạng trong ổ bụng không đấy. Thế còn cái trường hợp vỡ thì hai, thí dụ nó hay xảy ra ở đâu, ở gì, ở lách, ở gan mà ngày nay gặp nhất là lách. Lách là nó vỡ rồi, vỡ rồi nhưng cái bao huyết sông nó không bị vỡ, nó giữ lại được. Thế này về để cho nằm ở bụng nó tốt rồi cho về nhà, cái về nó đi lặng nó vỡ bụng phát ra cái nó chảy máu mà nó không cấp cứu kịp là tử vong. Cho nên phải những cái trường hợp phải hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận để chúng ta theo dõi bệnh nhân cho nó thật tốt. Như đấy thì đấy là toàn bộ cái bài mà cái hội chứng chảy máu trong. Thì còn đối với vấn đề bệnh lý, bệnh lý cũng để nói thêm với các bạn đấy, thí dụ như là một cái người phụ nữ mà ở trong cái độ tuổi sinh đẻ mà làm sao mà nó chậm kinh ra máu âm đạo đấy, chậm kinh ra máu âm đạo mà nó đau bụng mà nhìn thấy mạch nhanh huyết áp tụt mà ta cho thử nước tiểu quát sẽ dây dương tính thì ta có thể chẩn đoán ngay chửa ngoài tử cung. Và đối với những cái trường hợp chửa ngoài tử cung này mà nó số lượng nhiều chúng ta có thể chuyển thẳng lên nhà mổ, không phải làm gì lôi thôi nữa, lấy máu và chọc giò ở hố trộm phải máu răng mà bụng có phản ứng là chúng ta phải mổ sớm, nếu không cứ loay hoay bệnh nhân ta chết đấy. Thì đấy là toàn văn cái bài mà hội chứng chảy máu trong trong ổ bụng thì tôi đã trình bày cho các bạn. Thì các bạn có hỏi gì không?
Em thấy là em thấy các cái triệu chứng lâm sàng của hội chứng tắc ruột chảy máu trong ổ bụng với cả viêm phúc mạc nó hơi giống giống nhau ấy ạ. Thì giả sử như nếu như mà mình không sử dụng phương pháp cận lâm sàng mà chỉ dựa vào lâm sàng thôi thì có những cái dấu hiệu nào đặc hiệu để mình có thể nhận ra là nó là hội chứng gì không ạ? À, có chứ. À, các bạn là thứ nhất là chúng ta nếu mà không chấn thương với một cái tắc ruột là khác nhau đúng không? Hai cái bệnh cảnh hoàn toàn khác nhau. Một cái bệnh nhân mà mình có chấn thương rõ ràng thì rõ ràng là nó khác với một cái bệnh cảnh là tắc ruột. Tắc ruột là nó đau bụng, nó nôn, nó bí trung đại tiện, còn đau bụng từng cơn nôn bí trung đại tiện. Còn chấn thương là nó có một cái nguyên nhân rõ ràng, nó chấn thương nó vào thì nó khác hẳn nhau. Thì đấy là cái thứ nhất là nó khác. Thế còn nó khác mà làm chúng ta khó nghĩ ấy, đối với cái thằng tắc ruột ấy là gì, là cái bụng nó trướng đúng không ạ? Cái bụng nó trướng nó đau là hai cái giống nhau, nhưng đối với tắc ruột thì nó khác hoàn toàn. Bởi vì làm sao, ta nhìn vào 80% là rằng bệnh nhân ấy có một vết mổ ở giữa bụng. Thứ hai là nếu như nó không phải tắc ruột, à nó không phải có cái vết mổ bụng mà nó có u đại tràng ở đấy ấy, thì bệnh nhân nó lại không không phải bệnh cảnh của chấn thương, có đúng không ạ? Đấy, thì nó các bạn không phải là nó khác hẳn đấy, khác nhiều đấy, nhưng mà Thế thì nếu mà so với viêm phúc mạc thì sao ạ? à viêm phúc mạc ấy, thì đã làm viêm phúc mạc thì nó làm sao, đã làm viêm rồi thì tức là nó phải có một cái hội chứng nhiễm trùng. Cái hội chứng nhiễm trùng ấy nó có thể diễn ra sớm hay là muộn, nhưng thường nó phải qua 6 giờ. Viêm phúc mạc nó có thể viêm phúc mạc do ruột thừa, do thủng dạ dày đúng không ạ? Viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng đúng không? Có thể thủng ở ruột, có thể là thủng ở ruột do một cái chấn thương đúng không? Do một cái chấn thương ở bụng, thí dụ một cái ngã, nhưng mà nó chỉ xây sát ở bụng thôi, nhưng mà bệnh nhân đau bụng và làm sao, đau bụng rồi sao, bí trung đại tiện, nôn. Và nếu như chúng ta để muộn, nếu chúng ta phát hiện sớm, chúng ta có thể chụp X quang không chuẩn bị thì làm sao, nó có mức hơi đúng không ạ, nó vỡ hơi, nó xì ra, và làm sao đau, à, nó có đau này, nôn bí trung đại tiện này, rồi là gì, bụng nó có phản ứng, bởi vì nó đã có dịch ở trong bụng là nó có phản ứng các bạn, có phản ứng mà, thì chúng ta phải làm thêm các xét nghiệm đúng không, cho chụp X quang ta thấy nó có mức hơi, bạn hỏi bây giờ mới cần phải chụp nhá. Nó khác hẳn với việc mà là đấy là tắc ruột, đấy là đây là tắc ruột cơ năng, à cơ học, cơ năng nhá, cơ học là tắc ruột là nó khác. Vâng, anh cảm ơn thầy ạ. Các bạn còn hỏi gì nữa không? Các bạn cứ hỏi thì các bạn đi, nó sẽ vỡ ra rất nhiều, các bạn phải đi lâm sàng. Các bạn đã được đi lâm sàng chưa?